Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề gì. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi. Nghe lời Phật dạy nên thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông. Nếu thực hiện được với lòng, chính là chân thật ở trong trần này. Tiếp theo sẽ là chương trình cầu truyền hình của Hà Nội. Xin mời kết nối với Hà Nội. Alo. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Con đã truyền thiền được 3 năm rồi, nhưng bản thân không tạo được công đức trong sáng. Cuộc sống hiện tại không được thuận hòa. Con cảm thấy không đủ sức đi tiếp. Con định dừng lại và không tu theo pháp môn nào nữa, không theo đạo nào, chỉ thờ tổ tiên, sống thiện bình thường. Như vậy đến cuối đời con sẽ vãng sinh về đâu ạ? Vãng sanh cái gì? Ở gia đình không có vãng sanh, ở tại chỗ. Vãng sanh là đi lên, còn mình không có, ở gia đình ở lòng vòng gia đình hoài, hoặc là gia dòng tộc thôi, chứ là vãng sanh gì? Có nghĩa là mình không tạo cái gì thì thôi mình ở trong gia tộc rồi đi làm vợ chồng con cháu nữa thì cứ làm hoài thôi. Bởi vì thiền tông này nó muốn vô cũng khó lắm, phải dễ đâu. Thấy thì dễ vậy á, nhưng mà không khó lắm, vô rồi sẽ thấy. Bởi vì truyền thiền mà còn có 5 người đi tới, còn 95 người rút lui. Thì mình nếu mình rút lui mà về gia tộc là tốt nha. Rút lui về gia tộc mà cũng coi chừng vô làm cô hồn đó. Thà ở gia tộc làm tiếp, làm vợ chồng con cái tiếp, giàu nghèo không cần biết. Còn vô cô hồn coi chừng, vô hồn nó cái nhân quả nó nặng lắm. Khi mà thả cô hồn rồi khó, muốn trở vô dòng tộc cũng không ai mà chấp nhận mình đâu. Mày trước mày cái làm cô hồn quật đảng, mà giờ vô đây mày quậy thao. Thế thì phải cố gắng dẹp cái này đi. Ở gia đình thì cứ làm gia đình thôi. Thầy là kêu bằng có lúc thì sanh thành phố, có lúc thì sanh ở tỉnh, có lúc là sanh nông thôn, người tinh rừng, kệ nó đâu, có nó quy luật mà. Mình thấy thành phố mình lên người cao nguyên mình sợ chứ, thì thật ở đấy cũng quen. Sanh ra đâu thì yên tới đó, nó đâu quen đó, nó có sao đâu. Thì nếu mà theo Thiền Tông được tuyệt đối đừng có đi làm bậy. Đừng, thứ nhất là tuyệt đối đừng có cúng tụng cầu xin ngay coi chừng cái đó. Nó vô có làm cô hồn. Nghĩa là bây giờ anh bắt đầu anh mở một cái cuộc cúng rồi thì chắc chắn 100% anh phải vô cái loài đó. Rồi cô hồn ăn rồi cúng mà. Thì phải kêu bằng chơi cái loài nào thì phải vào cái loài đó. Nên nhớ là phải cố gắng. Mình phải hiểu cái quy luật này. Bởi vì Thiền Tông nó ra đời là cúng tụng lại cầu xin xăm bói quả là chết luôn. Nó đi vào trong cái thế giới của hồn chứ không đâu đó. Thì ta nói cho rõ cho biết vậy. Mình phải hiểu cái thế này nè. Ở thế giới này nè, nó có hai cái đường. Một là dương, hai là âm. Dương nó tượng trưng cho màu trắng, âm nó tượng trưng màu đen. Ai tu mà thích màu trắng thì lên dương, ai tính tu mà thích màu đen xuống âm. Hai con đường đó. Còn muốn làm thần đó, thì màu đỏ đó, muốn tu cái gì tu. Ba cái màu căn bản tại trái đất này nè. Muốn lên trời mặc đồ trắng tu, muốn ở trái đất mặc đồ đen tu, làm thần mặc đồ đỏ tu, rồi căn bản. Ha? Còn mà muốn lao động mặc đồ nâu, chống giáo. Rồi lao động mặc đồ lâu, tự làm, tự ăn, không ai cúng. Mình tu là mình lo cho mình, đừng có bắt người ta cúng cho mình. Nên nhớ, thế giới vật lý nó vậy. Anh cúng của người ta, anh tại sao anh ngồi ở đây, anh cúng, anh tu cho anh mà anh bắt người ta nuôi anh. Mà nuôi mà đưa tiền còn phải quỳ lại ông nữa. Thì ông chỉ nước vô rừng ông ở thôi, không có xuống địa ngục có hai con đường đó thôi. Mình tu cho mình mà bắt người ta lại mình, cúng cho mình ăn nữa. Rồi bắt mình gọi bằng thầy nữa là sao? Mà thầy mà dạy thì không nói gì mà thầy không biết gì hết. Thầy mà đi làm chuyện mê tín gì đó, rồi đem bóng đá vô, rồi đem đám cưới vô, rồi đem bùa phép, thầy cái kiểu gì kìa. Mà tiến sĩ
tiến sĩ Phật học mà đi xin xăm bói quẻ, trời ơi, nó nhục làm sao? Tiến sĩ Phật học mà đi bình luận bóng đá, tiến sĩ Phật học mà đi chủ trì đám cưới, tiến sĩ Phật học mà đi làm bùa, trời ơi, cái đạo Phật nó phải chuẩn lại chứ. Thiền tông ra là đạo Phật phải chuẩn cái gì này lại để cho xứng đáng là tinh hoa của nhân loại. Đạo Phật thật tinh hoa nhân loại, đâu có thể đưa mấy cái ông bùa phép vô đây đi nói chuyện trên trời đất. Như ông Nhật Từ, ông nói ông Phật không biết thiền thiền. Trời ơi, thật thủy tổ loài người, thủy tổ thiền tông ổng đó không biết thiền thiền. Mà không biết là ổng thọc với ai tôi cũng không biết nữa. Mà có bằng tiến sĩ nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Có ai người truyền thiền có bảng phong Phật ra và giấy yếu chỉ thiền tông nhưng lại thối lui, không theo được thiền tông, thì bảng Phật ra và giấy yếu chỉ thiền tông nên đốt đi hay phải làm như thế nào? Cái phần này là giống như người ta cấp cho anh cái bằng lái xe rồi đó. Anh xài không xài, anh làm gì làm kệ ta, tao không thu hồi lại đâu. Đã ta cấp cho rồi thì tùy nghi sử dụng, muốn đốt muốn làm cái gì làm. Thấy không? Còn nếu không ấy thì để kỷ niệm thôi, giờ tôi lên không nổi tôi trả lời. Giống như tôi thi bằng đậu bằng lái xe, giờ tôi lái không nổi thôi tôi để dành nó đi, tôi làm chuyện khác, ai rầy mình. Thấy không? Đừng có suy nghĩ tưởng tượng tầm bậy, muốn đốt đốt, muốn để lưu niệm để. Còn cái này là người ta biết, tôi biết đó là đầu tiên đó là cũng thấy hay rồi nhào vô thôi, nhưng mà nhào vô rồi để thấy. Tưởng đâu đơn giản, bởi vì đơn giản là nó là tại chùa thiền tông không tu mà thành Phật, mới chết cái câu đó. Không tu mà giải thoát mới nhào vô, tưởng là ai về muốn giải thoát đi nhiều khê lắm chứ không phải nhỏ đâu. Thành ra bây giờ phải chịu thôi. Chứ giờ biết nói sao, đã giờ ông Phật đã cảnh cáo rồi. 100 người truyền thiền chỉ có 5 người đi tới, 5 người là ổng còn nói nhiều á. Thấy không? Ổng còn dớt chứ sự thật tôi thấy có chừng 2 người, không biết có không đó. Nó khó, cực kỳ khó chứ đâu phải. Bởi vì thế giới vật lý nó quay mà. Bởi vì thế giới vật lý là thế giới keo. Keo là cái gì? Tiền tài danh lợi địa vị. Keo là 3 cái loại keo. Tiền tài danh lợi địa vị keo này nó đụng tới đâu, nó dính tới đó đó. Không phải dễ đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Ba là cậu tu thiền tông tu sai như thế nào thì sẽ vào hầm 10 tỷ năm. Mong thầy cho ví dụ cụ thể ạ. Tu thiền tông tu sai thì nó có 2 cái loại. Ví dụ anh tu mà anh không có năng lực thì anh tu sai, thì nó theo cái quy luật nhân quả vật lý. Nó phải đi theo cái quy luật nhân quả, nó quật anh. Nặng nhất là 18 tầng địa ngục thôi. Bởi vì đi phân tích cái này, cái người mà tu thiền tông không phải là một tu sĩ, là cái nhân quả nó khác. Người tu thiền tông mà do một tu sĩ thực thi cái này, nó nhân quả nó khác. Khi tu thiền tông không phải là nhân sĩ, là nó đi theo cái quy luật nhân hồi bình thường. Có nghĩa là suốt cuộc đời anh tạo cái gì tôi không biết, nhưng mà sau cùng cái ngày kết thúc của anh á, thần thực thi nhân quả coi trong cái nghiệp nhân quả là cái nằm ở tầng số mấy. Trong 12 cái tần số của cái luân hồi nằm ở đâu thì ông thần thực thi nhân quả vào cái tần số đó. Cái đó là người bình thường. Còn khi mà một người mà tu đạo Phật giác ngộ giải thoát rồi, có 2 con đường đi. Một, giác ngộ. Anh không giác ngộ được thì anh phải đi tìm con đường nhân quả của anh. Thì 2 con đường nhân quả. Nếu mà anh triệt phá cái thiền tông là anh đi xuống hầm 10 tỷ á. Còn nếu mà anh tu sai thì anh xuống 18 tầng địa ngục, nó kéo lên, hết nó kéo lên, hoặc là vô rừng. Người tu có 2 con đường đó đó. Một là anh xuống địa ngục anh ở, 2 là anh vô rừng anh ở. Rồi, còn nếu mà anh tu mà anh chứng A-la-hán là khác. Chứng A-la-hán là anh vô cái đẳng cấp A-la-hán là anh ở trong núi á. Tu thì nó phải đúng rồi, giống như người ở thế gian. Anh là dân thường, anh muốn đi đâu đi, anh có tiền đi đâu đi. Còn nếu dân thường mà giờ tôi muốn làm quân đội, rồi vô quân đội. Quân đội thì có đường, một là làm cho đúng, thì anh được thưởng. 2, anh làm tầm bậy, bộ lực quân đội nó đem nó xử anh, có vậy thôi. Rồi bên công chức nó cũng vậy.
Mình phải hiểu cái quy luật này. Ở trái đất này nếu mà người không tu mà bên ngoài mình làm gì, nó theo 12 con đường nhân quả, tùy theo mình. Sát sanh thì làm con thú, giết người thì vô cái tầng địa ngục. Mình phải hiểu vậy. Làm phước lên trời, làm phước trời sáu con đường đi, mình làm phước nào? Nếu mình tu theo đạo Thiên Chúa thì lên thiên đàng ở, tu theo đạo Phật thì giảng sanh lên cực lạc ở. Đó, mình phải hiểu. Mỗi một tôn giáo nó có con đường riêng. Tôn đạo nào cũng vậy, đạo nào cũng có cõi trời, cõi ở đất hoặc là địa cục này. Nhưng bây giờ Thiền Tông ra đời để nói cho rõ, để cho ai cũng biết rằng muốn thì phải làm cho đúng, chứ đừng có làm lơ mơ. Vậy Thiền Tông ra đời tôi nói rõ, mà Thiền Tông ra đời là dạy là công thức, chứ không phải là cái công. Anh muốn làm phước đức phải có công thức, muốn làm ác đức cũng có công thức, muốn trở về Phật giới cũng phải bằng công thức. Nhưng mà trở về Phật giới thì mới công bố đã 2 năm thôi, ngày 14 tháng 5 2017 mới hiểu được. Trước đó hoàn toàn không ai hiểu cái giải thoát là gì. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 4, người tu Thiền Tông buôn bán hàng không tốt mà bảo hàng tốt, mua rẻ bán lại đắt, vậy người này khi nói về Thiền Tông thì có bị sai không ạ? Bây giờ tu Thiền Tông thì mình phải chuẩn, đạt chuẩn Thiền Tông mới đi nói được. Còn lem nhem nói tầm bậy, nó giật sức mép luôn á. Bây giờ giống như mình đi học, đi học ra làm thầy giáo thì phải đạt chuẩn thầy giáo, đi dạy người ta. Lem nhem thầy không ra thầy, trò không ra trò, kêu bằng thầy thợ không ra cái gì đó. Đi nói thì đương nhiên nhân quả nó quật mình. Thế giới này nó là vậy. Có nghĩa mà mình làm bất cứ cái gì, nghề gì trên thế gian này, kể cả người đạo Phật cũng vậy. Anh phải tu đạo Phật, anh tu cái gì, anh phải đạt cái chuẩn này mới đi dạy người ta. Còn anh hiểu lơ mơ mình dạy người ta thì đương nhân quả nó giật sức mép mình ráng chịu. Nó cái quy luật vật lý nó là vậy, luật nhân quả nó là vậy. Mình tu bất cứ tu cái gì cũng vậy, Thiền Tông hay là vật lý hay là Tịnh Độ Tông, Mật Chú Tông, mình phải đạt cái chuẩn này. Anh tu Mật Chú Tông thì cũng phải được đúng có công thức của nó chứ. Anh tu mà niệm hiển linh thì anh mới dạy người ta. Còn anh tu mà anh không hiểu cái hiển linh là cái gì, là anh dạy người ta cô hồn nó nhập vô sao? Cô hồn nhập vô rồi làm tầm bậy là mình mang cái nghiệp nữa. Thấy không? Tất cả năm pháp môn này anh tu cái gì cũng phải đạt được. Thiền Tông cũng vậy, anh phải đạt cho được cái chuẩn anh mới dạy người ta. Còn không đạt thôi đừng, ngồi ở nhà đi. Chứ đừng có gì danh, gì lợi, gì địa vị rồi nhào ra. Biết hai ba chữ cái bè, biết có hai ba chữ, cái hai ba tiếng Anh cái đòi được mở cái trường dạy vậy, Anh ngữ. Rồi sao? Cái đó tự mình đi lừa người ta rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 5, thọ mạng còn, nếu bị tai nạn do biến âm hại thì thần nhân quả sẽ làm thế nào ạ? Lặp lại. Thọ mạng còn, nếu bị tai nạn do biến âm hại thì thần nhân quả sẽ làm như thế nào ạ? Cái thần nhân quả này nè, khi mình mất rồi thì người ta mất, bởi vì ta coi trong cái tổng cái tần số, tần nhân quả nó có cái 12 cái tần số. À, nếu mà tính theo Thiền Tông nó có 13 cái tần số, thì nó căn cứ vào mình đạt cái đỉnh nào, cái nhân quả nằm ở điểm nào thì nó thực thi bằng cái điểm đó. Chứ ổng không theo dõi nè. Bây giờ kết quả xong rồi, giống như ở ngoài đời anh làm gì làm mà kết quả cái điểm anh nằm ở chỗ nào nó thực thi cái điểm đó thôi. Có vậy thôi, đơn giản. Ổng không cần kiểm soát gì hết. Kết thúc rồi nó sẽ hiện ra. Bây giờ bởi vì thời văn minh cao người ta hiểu được. Văn minh cao rồi, anh đi làm ai tụi biết, mà tới tháng anh được bao nhiêu tiền, xuất tôi chung anh về thôi, khỏi cần điều tra, nó hiện lên mà. Thì trong suốt cuộc đời của mình, nó hiện ra cái gì trong lúc mà mình hết làm việc nữa, thì thần thực thi nhân quả cái điểm đó đó. Thì cái điểm đó, 12 cái điểm luân hồi nằm ở đâu thực thi đó, đơn giản. Chứ không phải ngồi đó mà tính, không có lấy sổ tính. Bây giờ nó hiện ra hết. Anh làm một tháng đó bây giờ 10 triệu, lúc học 10 triệu chung anh rồi xong. Anh làm suốt cuộc đời anh chết ở đâu
thực thi nhân quả chỗ đó, có đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 6 ạ. Tại sao cây sống lâu năm lại có hồn ạ? Bây giờ nè, khi làm anh vô làm thực vật rồi đó, anh muốn trở lại làm người thì anh phải trở lại làm hồn cây mới ra được. Con đường bởi vì có hồn cây bắt đầu nó thấy, còn bắt đầu vô làm thực vật không thấy. Kể là sống lang thang trong rừng thôi. Cây nào cũng ấy, mà khi mà cái cây nó hồn cây là bắt đầu Phật cái tánh thấy nó mới mở ra thì anh mới trở lại làm người được. Cái luân hồi nó là vậy đó. Không phải mới nhào vô là anh đầu thai vô cây to không có đâu, nó làm cỏ cây không nhỏ rồi từ từ nó mới đi vào trong cái những cái cây lớn á. Ví dụ là 2 tỷ năm rồi thì bây giờ cái tần số nó mà theo quy luật luân hồi mà nó nhả anh ra, nhả từ từ lên thành cái hồn cây. Hồn cây mới nhìn thấy được thì mới trở lại làm người được, mới trở lại cái dòng tộc được mà đầu thai tiếp. Nó phải hiểu cái nguyên lý đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 7, hồn cây có giống với trung ấm thân không ạ? Có gì? Cái đó là nó hiện á, hồn cây là bắt đầu nó thấy được trung ấm thân của nó đó. Nghe không? Tất cả những gì mà có danh đều có trung ấm thân hết, nhưng mà những cái dưới nó không nhìn thấy nó, thành nó tưởng nó là chỉ một khối thôi. Khi mà hồn cây nó mới thấy được trung ấm thân đó, thì trung thâm về vô dòng tộc người ta mới chấp nhận. Chứ không có trung thân vô không được. Thấy không? Giống như mang trung thân là gì? Mang một sắc thân bằng điện từ. Thì vô dòng tộc nó mày hồi đó tên A, tên B vậy. Rồi ta cho mày trả lại. Mày hết rồi. Mày trả hết rồi. Giống như mà ở tù á. Rồi giờ đem cái giấy về nó thưa dòng tộc ở tù xong rồi. Giờ tôi ra tôi làm người tiếp. Được, dòng tộc cho đi. Rồi gia nhập làm tiếp. Muốn đi lưng, rồi tùy theo con á. Giờ muốn đi đâu thì vô đi tiếp. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 8, gia đình con luôn lúc nào cũng cầu khẩn việc này việc nọ. Không biết cầu khẩn như vậy có đúng với tinh thần của đạo Phật không ạ? Nếu mà cầu cho cô hồn thì đúng, mà thiền tông không đúng. Bởi vì tôi nói là thế giới này là thế giới ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh, bây giờ cầu ai? Cầu ông A Di Đà chăng? Nói, tao đâu có ở dưới này đâu, mà tao đâu có gì đâu, mà tôi bay cầu tao. Muốn gì lên trên này, tao dạy cho giác ngộ giải thoát. Không lên thôi, chứ cầu gì, ông Thế Ca nó tao dạy năm pháp môn tu, muốn đi đâu đi, rồi muốn giác ngộ giải thoát thì tu, chứ cầu cái gì? Cầu, tất nhiên là mình bắt đầu mình cầu là có người chứng cho mình rồi đó, là cô hồn đó, nó hiện ra nó chứng cho mình đó. Có nghĩa là mình lập cơ sở cầu, cô hồn nhào vô liền. Vì thế mà các chùa tại sao không thờ Phật mà thờ kêu ông cô hồn vô, kêu thần vô. Cầu mà, thể cầu là có. Nhưng mà đều nên nhớ rằng trái đất này, ngũ thú tập cư nắm được căn bản này, thần không có không làm chuyện này. Cô hồn muốn cầu nó ta là Ngọc Hoàng nè, ta là Thượng Đế nè, tao đứng bề trên. Nó nói gì nói cãi, cô hồn mà. Đó, mình phải hiểu cái này. Ở trái đất ngày cầu là dính vô cô hồn, mà mình thì nói cô hồn chứ nó không phải nói cô hồn, nó tôi là thánh. Tự nó xưng luôn á. Mình thì biết là cái đẳng cấp nó là cô hồn, mà nó hỏi mày ông là gì đó, tôi là thánh. Rồi xong. Rồi mình tính tin xấu chuyện của mình. Ủa, cầu tôi thì tôi nói vậy thôi. Phải hiểu cái thế giới này. Thiền tông mới dám nói cái này, còn ngoài ra không ai dám nói này. Tôi nói thiệt, bây giờ thiền tông mới dám nói. Tại sao dám nói? Là căn cứ vào ngũ thú tập cư, mà trong quyền ký đã nói rất rõ ràng. Căn cứ về tam giới, quyền ký đã nói là tam giới, giới nào ở riêng thế giới này. Thế giới loài người thì nói chuyện với loài người, chứ không thể mà xuống với biển sống với con cá được. Không thể lên Ngọc Hoàng nó được, không thể lên nước Tịnh Độ nó được. Thế giới nào phải ra thế đấy. Cô hồn thì ăn nói chuyện với cô hồn. Sở dĩ mà cô hồn nó nhập được mình là vậy, cái đẳng cấp nó sát bên mình là mình ham muốn nó thì nó mới nhập vô. Chứ nếu mà mình không cầu nó làm sao nó nhập? Tất cả thì kiểm đi, mấy cái người mà gọi là bị dông nhập sát hoàn toàn cúng hết, mê tín gì đó nó mới nhập vô. Mới ngủ là 6 sáng không chịu ngủ, 4 giờ thức dậy đi cầu nó, giờ đó là linh của nó, cầu nó nhào vô liền. Hỏi giờ cậu gì, tôi là thánh gì đó, rồi xong rồi.
cô hộ mà nó xưng thánh rồi sao mình chịu thua rồi. Rồi nó làm cho một hai cái hiện tượng lạ được phát rồi đem cúng, mua bò heo cúng mới chết à. Là tự mình rước là vô chứ nó đâu có ham muốn đâu. Mà cái đẳng cấp đó là thỏa mãn những người mê tín. Vì thế mà Thiền Tông ra đời để nói là cái, để mà xóa cái mê tín này này. Những cái mà linh thiêng quyền bí là do của hồn chứ không có ai. Ông Phật không có làm, không lẽ ăn no làm chuyện này. Ông Phật xóa mê tín mà không lẽ ông Phật làm chuyện mê tín. Ông Phật đâu ở đây mà cúng. Mình nên nhớ được. Còn mình thì thôi, nấu xào nấu nướng còn ngon lành mà đem ra ăn liền cho nó nóng. Còn cúng cúng cái gì? Cúng thì nó có chứ không phải không. Nhưng mà thấy cô hồn lang thang quá thì thôi, đem ra cúng cho nó ăn đi. Nhưng mà nên ăn rồi thôi bỏ đi, chứ đừng có ăn. Đó mình thương người ta mình cúng rồi mình còn lấy lại ăn nữa thì chết rồi. Mình đâu có trí tuệ đâu. À, rồi hỏi tiếp đi. Câu thứ 9. Đức Phật dạy về Phật tánh quá hay và khoa học, nhưng tại sao người lại không nhận ra? Lặp lại rồi. Lặp lại cho rõ. Đức Phật dạy về Phật tánh quá hay và khoa học, nhưng tại sao mọi người lại không nhận ra? À, đâu phần khoa học gì? Khoa học là đối với con người sáng mắt. Con người mù mắt sao biết khoa học? Con người nhắm mắt rồi biết khoa học khoa gì? Nó không đâu có thấy được khoa học. Bởi vì tại là cái con người mù mắt giống như rợ voi vậy đó. Thấy không? Nó đâu có biết voi đâu. Rợ gì nói đúng đấy. Nó khoa học đối với con người sáng mắt. Vì thế mà Đức Phật, ông nói là muốn tu này, anh phải kiến tánh, anh mới tu được. Còn không kiến tánh, đừng có tu. Nếu không kiến tánh, anh tu giống như mù rồi voi thôi. Nó lạ cái chỗ đó đó. Thành ra bắt buộc người tu đạo Phật phải kiến tánh. Mà kiến tánh bằng câu là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tri kiến bất lập tri tức tính niết bàn. Tính niết bàn là tính thanh tịnh của con người đó. Anh phải làm sao tu, anh đạt được hai cái chữ này, hai cái câu này thì mới tu Thiền Tông được. Còn không đạt hai câu này, đừng tu mất công. Tu giống như mù sờ voi thôi. Nghe không? Nên nhớ cái căn bản đạo Phật nó là chỗ đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 10. Xin Thầy vui lòng chỉ giúp con cái hay thấy của Phật tánh ạ. Thấy thì ai cũng hằng thấy. Mà. Cái thấy mà gọi là tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn. Mình nhớ là tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn. Tánh thấy phân biệt là đây tánh người. Có vậy thôi. Có gì lạ người ta chỉ cho rõ thì mình cố gắng mình lập đi câu này này. Mình vô nhà đó mình ghi hai câu này. Rồi cái mình thu máy luôn. Bỏ tay lúc nào cũng nghe, nghe câu này. Nghe này 6 tháng hoặc 3 tháng nó kiến tánh liền. Cứ ghi đi. Tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn, cái lập hoài. Đi hơi dấp té thấy, dấp té giật mình thấy. Đó. Cái đó ta chỉ cho mình phải vậy đó. Tất cả những đạo Phật nó có nhiều cái câu rất hay, mình không biết thì cứ lặp đi lặp hoài hoài. Nghe không? Tánh thấy theo thấy là theo cô hồn rồi. Mình cúng quải là theo cô hồn, mình cứ nói vậy rồi. Mình lại ở trong vô cái nhà mình hai ba câu kệ vậy, hai ba câu liễn vậy đó. Nhưng làm sao có cái chuyện đi cúng? Nghe không? Đó thì mình hiểu cái này, mình hiểu. Trong đạo Phật có nhiều cái câu rất hay, mình cái câu nào mình thích đó, mình ghi để trong nhà mình á, ra đọc vô đọc, mới vừa đọc mà không thấy đường, đụng vô cái cửa cái rầm cái là Phật nhãn mở ra liền. Phật nhãn là Phật thứ ba đó, nó u cái đầu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 11. Biết ta mà không hiểu ta, là phỉ báng ta. Ý câu này Đức Phật muốn nói lên điều gì ạ? Đức Phật còn nói ta dạy ông giác ngộ thoát mà ông không hiểu. Ông đi cúng không, ông chửi ông. tưởng ông Phật là cắt biểu các cái chùa đi cúng. Ông nói ta cắt cái chùa để giác ngộ giải thoát. Thì mình trước khi mắc cắt cái chùa, mình phải xin là mình phải ghi trước chùa và giác ngộ giải thoát. Thì nó không làm. Mà để cái chùa không rồi bắt đầu cái cúng, cái thành ra chùa cúng. Rồi chùa tụng thành chùa cúng. Muốn cắt cái chùa, tiêu chí của mình là gì? Giác ngộ giải thoát. Biết thì đi cắt, không biết thôi. Trước khi bỏ nhà gia đình đi vô nhà chùa là nhà của Như Lai. Như Lai là cái gì? Là cái nhà đó không đến không đi, không có động. Nhà đó là nhà thanh tịnh không được. Thanh tịnh là cái gì? Là nhà của Như Lai. Chữ thanh tịnh là mình làm sao mình biến cái nhà Như Lai thành nhà thanh tịnh.
thanh tịnh tự nhiên à, chứ không phải thanh tịnh A-la-hán à, thì đi tu mới đúng được. Tuyệt khó nhất là mình ở nhà mình nghèo quá đi, cái tôi cạo cái đầu mua bộ đồ ao 150 vô các cái chùa vận động cúng tiền chết, trở thành ông triệu phú liền 5 phút sau. 5 phút sau thành ông triệu phú liền, ai không thích, nó chết là vô bị cái nhân quả liền. Nó mình bỏ cái ý định đó đi, có nghĩa là trong cái chùa tôi đi nè, nếu định muốn tu xuất gia thì vào nhà Như Lai phải tìm lại được chân thật của chính mình. Chân thật của mình là cái gì là mới đi tu được. Còn đừng có đi vô nhà Như Lai mà tìm tiền, tìm danh lợi địa vị, thua là nhân quả nó quật chết luôn. Mà điển hình tất cả những người mà tu lâu năm tại sao không đi được là vì cái bị cái nhân quả sai. Tu đạo Phật tự làm mà ăn. Ngày xưa vua Giả Tắc Thiên, bất cứ người nào có tu người ta cấp đất cho tự mà sống mà ăn, chứ không có đi xin ai hết á. Rồi bây giờ nghe nó cắt chùa lời quá, đi vay tiền cắt cạo cái đầu bao nhiêu đâu, cạo đầu 15 ngàn, áo 150, quần áo 150 xong, biến trở thành gì ta là sư rồi. Rồi sao? Sư mà không biết sư, rồi đi lừa người ta, lừa người ta sao đi đâu? Thì một là hai vô rừng, hai xuống 18 tầng nó muốn đi đâu đi. Nhiều ông thầy đi giảng đạo năm này tháng kia hỏi gì giác ngộ không biết. Trời, đạo Phật đạo giác ngộ mà hỏi giác ngộ gì không biết. Rồi sao? Hỏi thầy tu để làm gì? Không biết tu làm gì. Thế thôi, thế gọi là thầy mù rồi. Đó, mình phải hiểu. Bây giờ Thiền Tông ra là tụi nó đánh bóc luôn. Đạo Phật là đạo giác ngộ, không giác ngộ đừng tu. Đạo Phật là đạo giải thoát, không biết giải thoát đừng có tu. Đạo Phật là tinh hoa nhân loại, không biết tinh hoa nhân loại đừng tu. Thà đi tu đạo khác đi, đạo thần, đạo trời, đạo thánh gì đi. Muốn tu gì tu. Đạo Phật, chú Phật là trùm khắp mọi nơi mà. Thì trùm khắp mọi nơi là chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Cái tánh Phật của mình nó phải theo mình suốt đời thì mới gọi là tu đạo Phật. Chứ đạo Phật không có thể là cầu nó cúng tụng lại lục cầu xin sám hối, xin sám bối quẻ, dẹp hết đó đi. Đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ không phải đạo thật là đạo mù. Đạo mù thì nó đúng là ông Phật cũng có dạy rồi, năm pháp môn cũng dạy mấy ngàn năm rồi, bây giờ 2017 mới cho công bố cái đạo sáng mắt ra bằng một buổi lễ rất rõ ràng, có chính quyền giáo hội chứng minh rằng đạo sáng mắt được khai mở ngày 14 tháng 5 2017, gọi là đạo giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết giải thoát đi ra quy luật này, ta làm rất bài bản, nghe không? Mình phải hiểu đạo Phật nó là vậy, chứ không phải đạo Phật mà chuyện ngồi đó mà gõ mỏ lóc cốc lên cái ăn trời đó. Mình làm nó chứ một ông Phật, ông trí tuệ. Bây giờ mình suy nghĩ không, Trần Nhân Tông làm vua sướng quá, không lẽ lên trên núi Yên Tử gõ cái gì trời. Mình phải hiểu lấy danh dự lợi cho mấy ông tổ chứ. Ông tổ mang cái dòng Thiền Tông đi mấy ngàn năm gian khổ, người ta 2561 năm từ khi Đức Phật để công bố ra dưới sự chứng kiến của chính quyền và giáo hội cũng như dân dân, chứ đâu phải chuyện nhỏ đâu. Thông tấn báo chí truyền hình này cái đó chứ đâu phải nói chuyện nhỏ đâu. Mà bây giờ nghe tới giác ngộ chửi nát cái chùa Tân Dựng đi. Rồi sao giờ chửi chứ tôi biết công bố này ra là chửi tán nát luôn. Tôi biết trước chứ không biết. Vì tôi biết trước mà cái chùa tôi 4.000 thước vuông, tôi để 210 thước vuông thôi, là trong vòng này thôi. Tôi ngu thì để ngoài. Nếu đi ngoài nó dùng áp lực nó lấy cái chùa này thì lấy cho lấy. Nếu mà tôi thất thủ thì vô đây tôi còn thủ bên ngoài được. Tại tôi tính hết chứ mà. Chuyện mấy ngày, mấy chục năm tôi tính hết con đường tới đường lui. Khi công bố này khủng khiếp lắm chứ đâu phải nhờ. Công bố nó xóa mà, nó xóa toàn bộ những cái mê tín gì đó mà giờ đây hoàn toàn mê tín hết, làm sao đây? Rồi hỏi tiếp đi. Câu 12. Tu diệt tận định là tu diệt cái gì ạ? Cái gì? Lắp. Tu diệt tận định là tu diệt cái gì ạ? Tu diệt tận định ạ. Bây giờ cái lăng xăng của mình đó, nó lăng xăng hoàn diệt cho nó chết hết đi. Rồi mình định trái công trái đó. Có nghĩa là giống như anh ra ngoài biển, thấy nó bão à, sóng biển quá, anh làm sao? Dập cho nó chết cái sóng biển này đó. Nhưng mà cái người tu diệt tận định hay lắm. Khi mà anh diệt được rồi đó, thì anh liền với nó luôn.
thế giới vật lý mà tự nhiên sóng biển người ta đang dập mà anh làm sao thế, nếu mà anh giỏi á, thì anh cô đọc lại một phần nhỏ thôi anh thành thánh A-la-hán. Còn nếu mà anh không làm được á, giống như ra biển mà anh bắt sóng biển dừng là anh bắt nó không được sao, nó giật anh nhào xuống cho chết luôn á. Đó là nguyên tắc thế giới này mà. Đó, thành ra bây giờ trong cái vùng bão mà anh làm được định trong đó thành A-la-hán, vì thành ông Phật nói nếu anh làm được vậy anh là thánh một giờ một ngày thôi. Còn nếu mà anh giờ không được nó quật anh sao, chìm xuống anh chết luôn. Mình phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 13. Tu dẹp vọng tưởng là dẹp vọng tưởng nào ạ? Thì nguyên tắc á, bây giờ nó văn minh rồi mình mới thí dụ này nó mới dễ nè. Cái vọng tưởng giống như cái dynamo điện, nó phát điện, nó phát nguồn á. Thì cái vọng tưởng mình, cái tim nó đập nó cũng phát ra cái ảo giác. Nó phát ra ảo giác mình thấy này thấy kia mình rồi dẹp. Nha. Mình dẹp đừng cho nó ảo giác. Thì giống như là ở thế gian mà mình dẹp cái làn sóng điện á. Còn ở trong mình mà dẹp ra cái làn sóng phát tưởng á, dẹp lên thì cứ suy nghĩ đi. Nó dẹp vọng tưởng, dẹp cái đó đó. Nhưng mà mình có thể dẹp được không? Nhưng mà nếu mình mạnh hơn nó đó thì nó hết. Còn yếu thì nó kéo mình đứt cơn máu luôn á, giống như giảng mà. Hai cái thế lực kéo nhau. Ví dụ mà mình kéo thắng nó thì thôi, còn không thắng nó kéo ngược lại, vì mình giảng gần ra tự nhiên bất thân bất tội luôn. Hết biệt. Đó. Nguyên tắc thế giới này. Đó gì thì ai muốn ta giải thích vậy thôi, ai muốn làm gì làm. Còn đạo Phật không có xài cái gì, thế giới vật lý của nó. Muốn ấy bò ra, tìm đường bò ra khỏi cái thế giới này. Mà ông Phật chỉ con đường đi ra rồi, chứ không phải không. Ông biểu có công đức thì công đức nó sáng, nó đi ra được. Nó được quyền dẹp cái âm dương để nó đi. Đó, mình sẽ tạo công đức để đi được, mở con đường về Phật giới bằng con đường công đức. Để dẹp đi ra ngoài. Đây ta rõ, nó rất rõ ràng. Nó đúng là nó đơn giản, nhưng mà tại vì mình tưởng, người ta nói mình không nghe được, mình cứ tưởng thôi. Nó thành ra nó sai cái chỗ này thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 14. Thiền tứ niệm xứ là tu niệm bốn xứ nào ạ? Đúng ra cái gốc của tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là con người mình có đất nước gió lửa. Mình coi cái đất nước gió lửa nó nằm ở đâu mà nó trở thành con người được hoạt động, nói chuyện này chuyện kia. Đó, tứ niệm xứ là vậy thôi. Nhưng mà người ta không hiểu về sao á, người ta tưởng đâu là đi tìm xứ này xứ kia làm giàu. Chứ sự thật là tìm đất nước gió lửa mình nguyên cớ nào mà nó hình thành con người. Đó là tứ niệm xứ đi hiểm vậy. Đi mà hỏi cho vui thôi, chứ sự thật là ông Phật 37 pháp quán, ông không lẽ ông dạy thì nên... Thành ra ông phải dạy cho mình ngồi mình tu để cho nó vui thôi. Cái bằng tu ở đây thì ông Phật nói là tất cả người ở đây nó tu là giống như nấu cát để nấu thành cơm cho nó vui thôi. Mà làm sao thành được? Bắt buộc tu mấy ngàn năm, mấy trăm năm, mấy chục năm, cát vẫn là cát. Nếu mà không cho nấu cát đâu mà mấy ông thầy không chịu. Bắt buộc ổng là nay tôi phải nấu rồi, nấu cơm rồi giờ tao đưa cát mày nấu thì nấu chừng nào thành cơm mới ăn. Ông Phật ông lừa mình chơi thôi. 37 pháp quán là pháp lừa. Vì thế mà có chủ mà năm anh mù sờ voi, anh sờ đi muốn nói gì nói, tôi cho hết. Hỏi con voi rồi ngài hỏi chứ thưa phụ voi giống cái ngà. Đúng, nó cái ngà, nó cứ chứ sự thật con voi là cái con voi chứ làm gì có cái ngà. Thấy không? Rồi đâu nói đó thì ông chấp nhận thôi. Kêu bằng ông Phật nó đúng ra ông cũng lừa mấy ông tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, ông lừa. Ông lừa cho thỏa mãn cái lòng tham của con người vậy thôi. Mà lúc đó nó đúng cái thời kỳ đồ đồng cũng không ai có cái khả năng mà để hỏi ông nữa. Hỏi ông cái thời tại sao mà Như Lai phải dạy cái này. Không, nó không ai dám hỏi. Mà chính bây giờ thời điện tử rồi mà còn không dám hỏi nữa chứ đừng có nói thời đó. Bây giờ tất cả những người sống ở đây là trang bị cái đầu bằng điện tử hết. Bởi vì con người ta có trang bị cái đầu, có ba thời kỳ đời từ đồ đá, không hiểu gì, chỉ biết mấy cục đá thôi. Rồi tới đồ đồng thì nó nâng cấp lên chút xíu. Từ đồ đồng nó chuyển qua đồ thau, đồ nhựa, đồ inox gì thôi. Nó cũng cái đồ, ha. Qua điện tử, bắt đầu qua vô hình rồi đó. Rồi bắt đầu đi vào cái chu kỳ
việc của nó đó. Tất cả những cái gì trong thế giới nó phải chuyển kiếp, chuyển tiếp ba cái thời kỳ. Thành ra bây giờ tới thời kỳ này mà chưa có những cái ngược cái đầu khoa học để hỏi cái này, mà vẫn hỏi trong cái thời kỳ đồ đồng thôi. Tất cả những câu hỏi mà ta đã nói rồi mà mình không hiểu, gọi là mình hiểu theo cái thời kỳ đồ đồng, chưa nâng cấp được cái đầu khoa học. Đầu khoa học khi tiếp cận rồi không hỏi, nói một hiểu một. Còn mà đầu kia nó nằm còn ở dưới cái tầng 7, 8, 6 vậy đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 15. Làm như thế nào để Phật tánh của mình dễ hiển lộ? Không có làm gì hết, có công đức tự nhiên sáng. Hỏi chứ cái này, hỏi cái nhà này làm sao mà nó sáng, mở đèn nó sáng, có vậy thôi, chứ không có làm cái gì tại. Có nghĩa là mình muốn hiểu này, công đức phải lơ lên, nó đẩy lên khỏi mặt nước. Bây giờ con mắt của mình đang sống ở dưới cái tầng nước á, nhìn không thấy được. Mà nói nôm na cho nên mình đang sống dưới đáy giếng á, chỉ thấy được cái đáy giếng thôi. Còn muốn lên cái đáy giếng phải làm sao con mắt mình ra khỏi cái mặt giếng, đứng hẳn trên đất. Người đứng hẳn trên đất gọi là người kiến tánh. Còn người mà lấp lò nghĩa là bán kiến tánh nửa này nửa kia. Còn nằm ở dưới thì hỏi làm sao thấy, thì ta cũng bó tay luôn á. Đã ta chỉ mình ơi, muốn thấy thì phải trồi lên. Bằng cách nào? Công đức nó mới đưa mình lên được thôi. Còn phước đức dương nó cũng vẫn không lên được nha. Mà phước bà, ác đức hay là phước đức âm nó còn kéo mình sầu chứ, nó còn chết nữa. Hiểu cái công thức nó thôi. Có nghĩa là đạo Phật Tiền Tông tu bằng công thức. Nha không? Dẹp tất cả cầu xin lệ lục. Nhớ là Thiền Tông nói tới cái người nào trợ giúp hoàn toàn là không được. Hoàn toàn là sai. Mà cái người trợ giúp đó là ai? Thế gian này là ai? Là có cô hồn đó mà. Cô hồn nó xưng nó là thánh đó. Tôi nói cho biết đó. Rồi mới muốn theo thánh nào đó mình theo. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 16. Xin Thầy chỉ giúp tánh nghe chân thật của chính con ạ. Thì tánh nghe thanh tịnh là tánh nghe mà đừng có chạy theo nghe. Tánh thấy chồng thấy bị xa luân hồi, tánh nghe mà theo thì nó luân hồi, theo tánh nghe nó luân hồi. Tánh nó thanh nghe trong thanh tịnh là nó, mà cái này nó muốn nghe thanh tịnh đâu phải chuyện dễ đâu. Bây giờ mình phải nhận được cái này, mà nhận được là phải có công đức nhận thì mới thấy mới nghe được. Giống như cái chuông bằng cây, làm sao mình gõ cho nó kêu, nó bằng thau, bằng gì đó, bằng niken đó. Cái đó mới kêu, mình làm sao bằng cái chất đó đó nó mới kêu. Chứ bây giờ cái chuông nó bằng gốc cây, làm sao gõ nó kêu. Anh làm sao anh đổi cái chuông nó thành cái bằng thau á, anh gõ nó kêu. Còn thanh lên, đưa niken vô càng nhiều. Còn nếu nó quý á, thêm vàng vô thì nó quý, có vậy thôi. Mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 17. Người tu theo đạo Phật chân chánh phải tu như thế nào ạ? Chân chánh, chữ chân chánh là tu đạo Phật chân chánh. Mình phải chân chánh là cái gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Mình có giác ngộ không thì tu mới chân chánh. Còn mình không giác ngộ là mình tu tầm bậy. Ai nói gì cũng tin, ai biểu lại cũng lại. Bây giờ mình thấy, cho thấy rõ ràng nè. Cái ông Quyền Diệu á, ông bảo mình mỗi một chữ Kinh Pháp Hoa mỗi một lại, cái đó là tu chân chánh hay tu tà đạo? Trời đất ơi, ông Phật viết chữ cho mình đọc mà đem kinh ra lại. Vậy mà cũng bày đặt đi ra nước này, đi ra bên gì, bên Ấn Độ là cái chùa mình. Trời đất ơi, cái đó làm sao chân chánh được? Đi ra nước ngoài là đưa cái tinh hoa đạo Phật ra mà bắt lấy kinh Diệu Pháp liên quan lại một chữ. Bây giờ mấy triệu cái chữ rồi lại làm sao đây? Để làm cái gì? Vậy mà cũng đưa lên mạng quảng cáo đó. Nó nhục nhã cho đạo Phật cái chỗ này, nó nhục nhã cái đạo Phật chỗ này nè. Một vị thầy không thể làm được cái chuyện này. Một thầy không phải là cứ mỗi một chờ một câu rồi một lại giống cái chùa gì đó. Trời ơi, cái diễn đàn đạo Phật Tiền Tông 14 á. Trời, tôi coi cái đó tôi thấy đạo Phật không biết để đâu á. Mà trong đó vi sát hàng năm là tinh hoa nhân loại đến đời Việt Nam. Tức cái đó thôi dẹp mẹ đi. Giáo hội có trách nhiệm phải dẹp cái này liền, tức khắc phải dẹp liền. Tu giác ngộ thì biết, không biết thì làm ơn ngồi tại nhà đó, người ta cúng đang làm gì làm. Mình muốn tụng cỡ nào tụng mà, nhưng đừng đưa lên mạng nha. Mình tụng cỡ nào mình tụng, mình giấu đi.
tổng làm tầm bậy bạ còn đưa lên mạng cả thế giới nó biết rồi sao? Rồi cái đạo Phật thì sao đây? Phật là trùm khắp mọi nơi, mà không trùm khắp mà lại mà ở trong có chút xíu à. Nó bỏ cái chữ trùm khắp, Phật là chút xíu, chứ không phải một trùm khắp mọi nơi rồi sao? Mà cái này là trách nhiệm gì? Trách nhiệm về giáo hội, anh quản lý đạo rồi anh phải quản lý cái này nè. Rõ ràng ai không biết đạo Phật, đạo giác ngộ mà anh không, tại sao các môn đồ làm sai mà không biết chỉnh lại? Đạo Phật không có thể đi ra nước ngoài mà giảng chuyện tầm bậy tầm bạ nữa. Tự nhiên đi ra ngoài biểu đem tánh Phật ra tu như ông Nhật Từ. Tánh Phật của mình đem ra tu mà đi ra nước ngoài giảng, thì làm ơn ở trong nước giảng đi, giảng 20 người nghe thôi, đừng đưa lên mạng. Bây giờ đưa lên mạng một cái, cả thế giới nó biết liền. Rồi một tiến sĩ không thể làm gì được. Một tiến sĩ học vấn ở thế giới này, tiến sĩ là cao nhất, còn cái này hơn nữa đâu. Mà có cái chữ, mà có cái chữ Phật giáo, cái chữ giác ngộ không biết. Vậy mà thôi, rồi cái bằng đó là ai cấp? Tìm cái trường nào cấp cái bằng tiến sĩ này. Thì làm ơn cái trường nó dẹp luôn, ông thầy ký thì ông dẹp luôn đi. Đạo Phật không phải vậy, đạo Phật là tinh hoa nhân loại. Trong đạo Phật có tinh hoa có đạo Phật. Mà các nhà vật lý học, nhà khoa học có nói là đạo Phật có tinh hoa có nhân loại. Là nói cái gì chứ? Nói cái gì siêu sức, cái gì thực tế, cái gì khoa học ta mới gọi là tinh hoa nhân loại. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 18. Đức Phật ngồi thiền đạt đạo, sao người tu thiền tông không được phép ngồi thiền ạ? Ngồi thiền đắc đạo là ông đắc A-la-hán. Thì ông dụng công cũng dẹp vọng tưởng, ông thành A-la-hán, thì ông đắc đạo A-la-hán. Nhưng mà ông á, A-la-hán ông có 18 thần thông siêu quần, có nghĩa là không có ai phá ông được hết. Nhưng mà ông tu để làm gì? Ông ngồi ông tu để là ông dạy là mấy đệ tử ông á. Mà khi mà ông dạy giải thoát ông có ngồi. Nên nhớ rằng trong mấy năm đầu ông ngồi nha, tất cả tiểu thừa, đại thừa, trung thừa, niệm Phật, niệm chú hoàn toàn phải ngồi hết. Thấy không? Mà khi mà giải thiền tông, ông bảo dẹp, ông bảo này là nếu tu cái này thì dẹp mấy cái kia. Vì thế mà đệ tử cũng chửi. Vì thế mà thiền tông để tóc lại, hồi trước cạo đầu, dạy mấy kia tạo đầu nha. Tại ta là ông thầy, ta cậu dạy nè. Khi vô thiền tông để tóc lại, để ta dạy cái công thức trở về Phật giới. Mình phải hiểu 49 năm đầu tiên vô rừng tu, cạo đầu, cắt tóc bớt. Khi mà thành đạo cạo đầu liền, cạo đầu dạy từ tiểu thừa đến mật chú, cạo đầu để chi trở thành ông thầy. Khi mà dạy giải thoát hoàn toàn để tóc lại, 6 tháng tóc lên lại, bắt đầu là nói chuyện về khoa học. Đầu tiên dụng công để gì? Để cho người ta biết rằng tôi có đi qua cái công thức. Rồi khi mà dạy đạo thì nói rằng đây là tôi thực thi công thức. Muốn giảng sanh tôi chỉ cách cho, muốn làm thần tôi chỉ cho, muốn làm người giàu sang tôi chỉ cho, đúng rồi. Mà khi trở về Phật giới phải để trở lại hết, rồi bắt đầu ông mới nói về khoa học, về nói về công thức đi ra. Nên nhớ rằng ba thời kỳ thứ nhất Đức Phật tu, 6 năm tu rồng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy, nắng mưa sương gió nhuộm đầy. Đó là cái thời gian ông tu. Khi mà bắt đầu dạy tiểu thừa, ba bè phá quán hoàn toàn để lại hết. Thần thông sử dụng tối đa luôn. 18 pháp thần thông siêu quần. Vì thế mà trong lịch sử có ghi những cái lúc mà ông dỡ núi. Một cái cây ông dỡ nhớ như chơi. Nó dùng cái thần thông siêu quần của ông thực hiện cái này. Rồi đại thừa rồi ông cũng nói, bởi vì đại thừa ông mới nhìn ông nói hết mà. Rồi cái niệm Phật đó bắt đầu niệm Phật, ông thấy cho giảng sanh luôn. Rồi niệm chú đó thì thành thần luôn, ông làm được hết. Nhưng mà khi 45 năm rồi kết thúc rồi, ông nói thôi bây giờ năm 46 ta sẽ dạy Như Lai Thanh Thiền. Hồi đó là quy luật nhân quả luân hồi, bây giờ ta cho trở về Phật giới là quê cũ. Mọi người ai muốn ở đây tu thì ở, còn đi hết đi, tôi chỉ cần mấy người thôi. Chửi ổng, trên bảy người đi hết, còn 1.250 người cũng chửi ổng. Thì chửi ổng đó, ổng biết chứ sao ổng biết, chửi ổng cũng cười. Thì ổng mới nói lại, nhưng mà sau cùng ổng mới chứng minh rằng Phật giới có, bây giờ có khả năng ổng nhìn thấy 1.200 người này có ông Ma Ca Diếp có được. Thì ổng mới biểu siêu, bủa siêu đại thần lực thanh tịnh thường để cho ông này nhìn thấy Phật giới. Để ổng nói lại, chứ bây giờ ổng nói không ai tin. Đó, vì thế mà xong rồi ổng mới dạy cái chuyện này.
Năm năm sau ông dạy cái này. Năm 46, 47 ông dạy. Năm 47 thì bắt đầu ông mới chuẩn lại. Năm 48 kiểm thiền. Năm 49 đưa dòng thiền tông đi. Là kết thúc cuộc đời dạy đạo ông. 49 năm. Mà cái dòng thiền tông này nó đi bài bản đàng hoàng. Đi từ ông tổ thứ nhất cho đến tổ thứ 33. Công bố ra lần thứ nhất. Để cho người ta kết thúc. Rồi sau đó âm thầm chuyển qua 30 tổ Việt Nam. Vì tại sao mà Việt Nam có được 30 tổ? Là vì ông nhờ cái nước Văn Lang. Nhờ cái nước Văn Lang thì ông có cảm ơn nước Văn Lang bằng cách là ba ông tổ Việt Nam phải nối tiếp dòng thiền tông này. Rồi tới tổ 36 thì âm thầm phải chuyển đi theo bí mật thiền tông. Chứ ngày xưa cũng bí mật nhưng mà nó có. Nhưng mà khi mà từ tổ Pháp Loa, từ tổ Huyền Quang mà đi về Bà Long Nữ đi bằng bí mật. Vì thế mà thiền sư Ni Đức Hà mới có một cái bộ sách giao cho Long Nữ, 6 cái quyển sách để mà nói về cái pháp môn thiền tông này. Nó có bài bản. Rồi tôi nắm được từ năm 58 cho đến 17 mới công bố ra. 59 năm. 59 năm công mới được quyền công bố này. Đúng 60 năm bộ luật hình sự yểm trợ cái này bằng cách là cấm không cho phá hoại cái này. Bộ luật hình sự đã nói rất rõ ràng này. Ai mà tìm cách mà dẹp cái này thì người đó bị ở tù. Cá nhân 5 năm. Tổ chức cá nhân 3 năm. Tổ chức 5 năm. Vì thế mà tôi viết ra tôi phải kèm cái bộ luật hình sự để biết rằng cái thiền tông này được yểm trợ bằng luật pháp. Và nhà nước đã công nhận cho cái pháp môn thiền tông này lưu hành hợp pháp trên nước Việt Nam. Người Việt Nam muốn tu cái này, làm cái đơn bài bản gửi cho chính quyền, có tam kết đàng hoàng và nó tuần tự bằng luật pháp, 100% sẽ được đáp ứng. Còn nếu không có, về nguyên tắc không có là không biết. Bởi vì nhà nước không có hiểu, chính quyền người ta không hiểu cái thiền tông là cái gì. Ta tưởng là thiền tông cũng là mê tín gì đâu như cái kia thôi. Anh muốn hoạt động thiền tông, anh phải đi bằng luật pháp, nhà nước sẽ cho. Trình bày rõ ràng. À, mà trình bày bằng luật pháp chứ không phải là nó mơ mơ màng màng. Nhưng mà nên nhớ có một điều, thiền tông không được quyền phát triển chùa nha. Chùa độc nhất vô nhị, một cái thôi. Còn thiền tông muốn nối tiếp bằng đạo tràng hoặc thiền tông thất, không, chùa không quan quan. Chừng nào mà cái thiền tông này lưu hành mạnh thì được quyền xây chùa. Nếu mà thiền tông chưa lưu hành mạnh hoàn toàn bằng tín ngưỡng đạo tràng hoặc là tín ngưỡng thiền tông thất thôi, hoàn toàn chùa không đề cập đến. Nếu đề cập đến là nó sai với luật pháp. Vì chùa là do một vị tu sĩ mà có giấy phép của chính quyền cho anh tu thì được quyền. Thì xin thì chính quyền phải có, chính quyền cho thì anh phải có cách yểm trợ cho người ta. Còn nếu giáo hội cấp thì giáo hội phải yểm trợ cái này. Nên nhớ đừng có làm ở chỗ này. Chùa mà anh là tu sĩ giáo hội thì giáo hội phải yểm trợ anh mới cắt được. Còn chùa mà tu sĩ chánh quyền cấp phép thì chánh quyền phải yểm trợ anh mới cắt được. Còn vấn đề sinh hoạt về vấn đề mà tín ngưỡng thì nó có cái đạo tràng. Ví dụ đạo tràng thiền tông gì đó thì được. Nhưng mà nên nhớ là mình làm cái đơn phải có cái bản cam kết rằng tôi không làm sai. Làm cái gì phải ghi cho rõ đó. Thì nhà nước sẽ cho. Nhưng mà trước mắt mình phải có cái cơ sở rõ ràng. Nha. Chứ mình đừng có đánh lẫn con đen. Tu cái gì thì phải có bài bản đàng hoàng. Bởi vì trong cái phần tín ngưỡng này nè. Có giáo kinh, giáo luật, giáo lý, giáo điều gì đó. Nó phải có. Mình phải nằm ở trong này. Nạp hết cho ta. Giống như mở một cái công ty. Thì công ty đó anh phải có cái gì? Thứ nhất anh phải có bằng kỹ sư. Phải không? Rồi đó là cái hoạt động như thế nào, vật liệu lấy ở đâu, rồi sản xuất cái gì, thị trường tiêu thụ ở đâu, chất lượng như thế nào, thì ta cho thôi. Chứ còn anh biểu mở công ty, là anh, cái giấy sao anh không nói là ai cho anh mở. Anh làm đồ giả hay sao, hay là không đạt làm sao. Đó, phải hiểu vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Hiện tại chúng con đã hết câu hỏi, chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi tiếp theo.